tổng tổng tiền qua lên hàng nha. Đấy, rồi, okay, rồi. Ừ, thôi lần này anh biết rồi, biết rồi, chính rồi. Thôi chạy vô em đầu nghe chết nha. Phải đi gò công câu nha mọi người. Và đây là cái điểm câu đó. Cái điểm câu vừa lý tưởng chưa? À, và đi với Pha là có anh Thổ Đệ với anh Đỡ với bạn Giang nha các bạn. Và đây, đây là anh Thổ Đệ á. Đó, lần đầu xuất hiện luôn. Và đây, đây là bồ Đỡ đó. Bồ Đỡ đang móc mồi các bạn. Nay thì cũng đánh cám của mình thôi. Đây, bán cám kiếm tiền đổ xăng đi câu bậy bạ nữa. Bánh chùm nho các bạn. Chùm nho này đợt thời đó nhớ cưng có đi giao bán luôn chùm nho phải không cưng? Ờ, bán chùm nho nữa, bán đủ thứ luôn, mốt bán thân luôn. Bán thân nhân chủ tịch sẽ giết cực chết. Ở đây mọi người, bò lỡ của chúng ta bắt đầu ra cần à. Thấy cái chùm nho khủng bố chưa? Ồ, đánh thì thôi luôn á chứ. Thế giờ lên chuyên nghiệp quá trời rồi. Đánh theo tài các bạn. Ca các bạn ơi, lụm lụm tiền khoa lên hàng nha, khoa lên hàng các bạn ơi. Ô, quạt đọt nha. Ôi ơi, cái gì vậy, sấy luôn rồi, ổ dính. Ôi cóc luôn các bạn ơi, thưa cóc nha. Đây mọi người, khi dân câu đi bắt hết. Trời ơi, trời ơi, lỗi lỗi rồi. Trời. Chưa cho nó bèn cái. Rồi, ngược cái cơ. Ừ rồi. Lầm rồi, không vô rồi. Lầm. Anh bước đây nè, bước đây nè. Né né nữa. Trả bèn nha, từ từ thôi, kéo từ từ đừng gấp, đừng ngại quá gãy cần. Từ 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 vô, vô rồi, vô láo rồi, qua vô cầu luôn, vô cầu luôn, cá góc nữa rồi. Không sao, cá góc rồi. Cá gì? Góc rồi, bự lắm. Cá góc rồi. Cá chèm, chép 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 hả? Trời ơi, dính chép luôn. Ồ, thế thì đẩy cường nằm xuống. Nó cám lợi hại dưới trời. Lợi hại thiệt. Trời ơi, đỡ
cá Quỳnh Hoa nha các bạn. Bực cá nó rồi. Giang lần bực cá nào nghe Giang. Bốn lưỡi nè. Luôn. Lượm cá chép luôn, cá cóc, cá chép lượm hết. Ghê ghê. Bốn lưỡi dính dần. Đó, anh em mua cá ủng hộ mình nha. Kinh doanh quá. Chứ sao trời, có này có kia chứ. Anh lấy gọng có gọng ghê không Giang? Đã ghê ta. Bỏ vô gọng đi. Không đi lên hai. Đây các bạn, một con chép một con cốc. Chép hai đuôi bị cắn lộn hay gì. Mình bóp mắt nó là nó không giải à. Yeah. Khá lắm. Tôi đâu có lên đâu, quay tuần chi. Quay giọng cá thôi chứ ai cho lên. Trời ơi. Yeah. Cá ăn cần có bàn ghê. Còn thấy phao được không? Thế nào? Ồ. Dính. Cái kia á. Dính không hả? Trời. Thấy cá rồi. Ai biết đâu, em đâu thấy đâu. Gặp. Tao chơi tao quăng đã ra xí. Thua luôn. Dùng nữa nha. Cái lại chắc dính này gì. Dính rồi. Ô chạy vô, bẻ đồ nghe chép nha. Ủa. Trời, cá cóc nữa. Linh. Hả? Linh là cá cóc. Dành á. Bị đắt dành á. Đấy bạn, bộ lỡ của chúng ta cuối cùng cũng lên hàng các bạn ơi. Cái lớn nha. Trời ơi, chết luôn. Con. Cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Nãy quá trời luôn con câu. Trời ơi. Nó gấp gáp gì? Trời ơi, ăn chụp nhau. Cái gì qua vậy? Trắng qua vậy.
anh. Dạ. Anh Văn, anh hỏi em. Trời ơi. Có được không? Là ăn cá là ăn chùm nho nãy, lo qua chùm nho kia thấy nó ăn tiếp. Cấp nữa các bạn. Rồi sao? Ta hả gốc? Trả dây rồi. Rồi rồi. Từ ơi, anh từ từ ơi, cái chừng lỡ cái ta vô nó tung rồi. Sảy cái gì vậy? Còn. Ê, trời cóc nữa. Anh đưa qua đây nè. Ủa nó gì vậy, mạnh dữ vậy? Tung qua luôn. Ủa cóc này thông à. Nha. Nó lên hàng tử không nha. Cảm giác. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ con anh à, dạ chiều mới về ghé Bến Tre. Rồi ok. Dạ 50 anh. Anh ở đâu? Dạ ok anh, vậy để cái gì em nói ông này chơi rồi anh chạy xuống đó lấy cũng được. Tại có ông anh em ổng em ký gửi chỗ phường 3 nè. Rồi. Rồi ok. Rồi. Bà ta thiệt anh ơi. Giờ lên mặt rồi. Trời. Trời ơi. Ôi chép nữa không? Kìa. Thử cho nó chạy ra ngoài luôn, đưa ra mé đóng một kia lên nó đỡ. Chính mình không thấy đâu. Xem được. Rồi. Trời ơi,
chép bụng chà bá luôn ơi. Ghê. Chép cùng cũng à. Lại hại dính quá trời luôn rồi. Đi giăng. Chút quay cái vỏ cho mấy bạn coi nha. Quay đi, quay đi. Quay, quay đi. Quay đi. Ghê hả? Cái gì ghê hả? Chạy ghê hả? Gì ghê má? Có gì cái ta không? Thôi má ta rồi thôi. Thôi ghê hả? Ôi 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 ôi. Kia. Rồi qua qua qua. Rồi chép. Qua chưa? Ồ. Oh. Dướng rồi, dướng này rồi. Dạ dạ dạ, cao dạ, cao dạ, cao dạ, qua đây luôn anh. Dạ qua đây luôn anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Khoa bán cám cái tài dính cá chép không à. Dũng à. Gọi rồi đến quay gần này cho công kia đi. Trời. Nho dính mép rồi sao vậy? Dính hàm chứ. Ghê thiệt. Trời mát chưa ăn ghê. Ừ, gần nãy dướng rồi. Ê, nó đứt tay à. Nó giải cái là. Nó giải á. Chắc cũng ừ không thôi. Tại sao cầm nó bắt ra đây là chứ. Đấy. Báo mừng rồi, sáng giờ mới dính báo mừng. Lính bính nó dành. Tìm mình với cái chép quá trời đây rồi. Yeah. Thế tìm biết luôn không rồi hả? Yeah. Hỏi nó đó. Sẽ nó sẽ hầu chứ đâu. Trời ơi, lỡ vỏ lên này cái chép nhóc là trời ơi. Quay cái gì? Bố còn nó tươi luôn rồi. Đỏ nhóc luôn chứ làm gì. Không không. Sáng giờ là bốn con đỏ luôn rồi. Con mấy cái cóc chưa. Đỏ nhóc luôn à. Trời ơi. Ít chưa. Rồi. Quá trời cái chép luôn rồi. Ơi. Con bự này cũng đỡ mới dính không. Về. Con cỡ không. Thấy gì chưa? Bảo tới, bảo tới. Yêu quái tới rồi. Đang đánh tận cá ăn quá trời, yêu quái tới vậy nè. Trời ơi, ghê quá. Ghê quá các bạn ơi, trời ơi, gót kìa. Khủng khiếp. Ơi. Trời ơi, câu mà gặp mưa vậy nè. Chết luôn. Cá đang ăn nữa chứ. Đây nè. Bây giờ mưa mà chung vô ngồi một đống nữa nè. Trời ơi. Cá tội ghê không. Cá đang ăn quá tệ ăn luôn. Chết luôn. Thấy các bạn. Trời đang mưa mà giang dính cá luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Bây giờ mới sao bắt nè. Ghê. Lỗi luôn. Lỗi luôn, chụp nhó mà. Sợ tốt tét mét không. Cãi lỗi lại đi, chứ bỏ hồi nó gì vô. Cái gì? Khùng quá ông ơi. Chụp nhó lôi cho lướt lên luôn, bỏ nó ruột sao. Đây nè. Bỏ vào đây
Lội luôn. Phải chép không? Bự không? Ừ. Nó ta đưa đây ta lôi lụm hàng chép rồi. Đó, đúng rồi. Trời ơi, chép Hugo thằng ơi. Ôi, chép 9,5 kg. Ở giả giả sổ sổ thật. Mà nó giả luôn hả? Cầm nó lướt lên luôn rồi. Thấy chưa, thấy nó chưa? Đâu? Ừ, ghê, chà bá luôn, đủ. Đâu rồi, giỡn lên, giỡn luôn, giỡn luôn. Bụng ơi, tội ơi, con chép bụng quá, tội bự luôn. Ghê. Trời ơi. Nó lợi hại rồi, hại không? Vàng. Giật. Mà lúc gió, mà lúc gió. Hai bà lưỡi vậy mẹ. Có lưỡi hả? Dính sâu rồi, dễ gì khác. Bỏ thùng đi, để bỏ cái keo. Ừ. Đâu? Cá thùng đâu? Rồi, sao kìa, cá cóc không vậy? Bỏ cái keo rồi. Trời ơi. Nữa bạn ơi, trời mưa không có hâm cần được, có mình không quăng, không quăng ăn hoài luôn. Bạc bạc nè, bắt lượm mấy không? Lượm không? Thấy vậy mà. Mà lượm không chứ, một cái như là dính trưởng. Chết nữa rồi, chim lên. Ôi dồi. Cái gì vậy? Còn không? Còn dở cái pha ông mới nhịp mà. Dở cái nữa coi. Giờ không nổi luôn. Nhiều khi chạy vô á. Chạy vô không? Con nãy ăn chạy vô bụi đó. Cây có chì không? Không. Rồi chạy vô à. Coi có nhiệt cái nữa không? Đúng à. Còn nhịp cái coi. Đá cần mà. Nó nhủi lên tim bựng bựng quá. Đấy, không có mày thấy. Còn không? Còn á. Thấy rồi. Còn. Ủa, không ra đóng thầy chửi à. Thấy rồi. Đâu? Đi ngoài đó. Xảy rồi. Nó xảy rồi mà. Còn dính này đó. Rồi. Chú tìm đó. Rồi. Rồi. Thấy rồi. Cái tội đại quay phim. Rồi. Cá ăn chuối luôn. Trời ơi. Cuốn gừng về anh em ơi. Trời ơi. Đây và bộ lỡ của chúng ta đang cuốn những cái gừng cuối cùng. Đó. Nay bộ lỡ câu cũng có lý lắm nha. Không xảy nữa nha.
không có chảy nè, hết chảy rồi. Xuống gần luôn, nghịch tay không? Đó, không, mấy anh giật là nghịch tay rồi. Đó. Rồi rút quân về thôi. Go 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 go. Đây mọi người, thành quả của ngày hôm nay đây. 5 con cá chép và 5 con cá cóc. Thấy ghê không? Ghê không? Thành lòng quá. Đây các bạn, cá ăn cám pha không nha các bạn. Rồi. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo.